con trai bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị đặt 10 tỷ đồng đảm bảo xin cho mẹ tại ngoại. Ngày 24 tháng 10, anh Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, đã có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được đặt tiền nhằm đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam cho mẹ được tại ngoại nhằm chữa trị bệnh. Theo đó anh Tuấn xin được đặt tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho bị can Nguyễn Phương Hằng cho đến khi kết thúc vụ án. Trong đơn, anh Tuấn trình bày theo hướng dẫn tại Điều 7 thông tư liên tịch số 06-2018, Ngày 7 tháng 8 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 về các điều kiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn, đặt tiền để bảo đảm. Để thay thế biện pháp tạm giam, quy định tại Điều 122 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tôi nhận thấy mẹ tôi có hội đủ các điều kiện như sau: Phạm tội lần đầu, thân nhân tốt, chưa có tiền án, có địa chỉ cư trú rõ ràng. Trước khi bị bắt, mẹ tôi có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện. Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm. Hành vi của mẹ tôi không thuộc các trường hợp không được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn nhận sai và cam kết không vi phạm. Nhiều lần tự viết đơn xin được tại ngoại để điều trị bệnh và cam kết không tái diễn hành vi livestream trên mạng xã hội. Ngoài ra, anh Tuấn cho biết bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang phải điều trị nhiều bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loạn lipid máu, mất ngủ kéo dài, u sơ tử cung, phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần chục năm nay. Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang gia hạn điều tra lần 3 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương để điều tra bổ sung. Cụ thể, nội dung mà viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ là những người có vai trò đồng phạm với bà Hằng và đồng thời xem xét nhập vụ án liên quan đến bà Hằng mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang điều tra xử lý. Trước đó ngày 6 tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh có quyết định gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng. Từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến ngày 21 tháng 6, bị can bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.